Còn để thứ này trên bàn thờ, bảo sao gia chủ làm mãi không giàu, tiền vàng đội nón ra đi. Theo chia sẻ của các bậc thầy về tử vi số mệnh, không phải bất cứ thứ gì cũng có thể tùy tiện đặt lên bàn thờ. Trước khi trưng bất cứ vật gì lên đó, bạn nhớ phải xem xét kỹ lưỡng. Có những thứ không nên đặt lên bàn thờ, bởi nó sẽ ảnh hưởng đến vận trình của gia chủ, khiến cho gia đình lục đục, kém an vui. Thứ nhất là giấy tiền, vàng mã không đặt trên bàn thờ. Có lẽ điều này sẽ khiến nhiều người ngạc nhiên, song đúng là giấy tiền, vàng mã là thứ không được đặt lên bàn thờ. Nhiều gia đình có thói quen đặt những thứ này lên bàn thờ đều mong được người trên chứng giám ban tài lộc cho mình. Tuy nhiên, theo tâm linh thì việc để tiền vàng lên đó chẳng những không thúc tài vượng vận mà còn khiến cho việc làm ăn của gia chủ bị trì trệ, nhiều khó khăn ngáng trở, khiến khó lòng thành công như ý. Tiền bạc đâu chẳng thấy về nhà mà ngược lại còn mất tiền tốn của, túng thiếu trăm bề. Tốt nhất để tiền bạc trong nhà nhiều hơn thì chớ nên trưng tiền giấy vàng mã trên ban thờ lâu ngày mà nên hóa ngay sau khi cúng lễ xong xuôi. Vào ngày 23 tháng chạp, người ta cũng có lệ đem hóa hết giấy tiền vàng mã của năm cũ để năm mới được tài lộc như ý. Thứ hai là các loại trái cây giả. Việc thờ cúng cốt ở thành tâm. Chính vì thế mà khi cúng lễ cho ông bà tổ tiên, chớ đặt trái cây giả lên bàn thờ. Người xưa có câu, mùa nào thức ấy. Nếu bạn không có nhiều kinh phí, có thể mua ít cũng được, nhưng đó phải là hoa quả tươi. Đừng vì tiết kiệm chút tiền mà đặt hoa quả giả để tượng trưng lên bàn thờ. Sự thành kính của bạn sẽ bị giảm bớt nhiều phần, thậm chí còn bị cho là bất kính với tổ tiên. Thứ ba, không nên mang cành vàng lá ngọc đặt lên bàn thờ. Bạn cũng biết đấy, thói quen của nhiều người đi lễ hay mua những cành vàng lá ngọc, đồ hàng mã đẹp để dâng cúng rồi lại xin lộc mang về trưng trên ban thờ của gia tiên. Nhưng trên thực tế, điều này là không nên. Nguyên nhân là ở chùa thường có các vong hồn lang thang đến nương nhờ cửa Phật. Nên khi bạn mang những cành vàng lá ngọc này mang về sẽ mang theo những oan hồn vất vưởng về nhà mình. Ngoài ra, cành vàng lá ngọc khi đặt lên bàn thờ sẽ phá đi sự thanh tịnh của chốn linh thiêng. Thứ tư, chân hương vòng không đặt trên bàn thờ. Bạn tuyệt đối không được tự tiện cắm chân hương vòng vào bát hương trên bàn thờ. Bởi từ trước tới nay, chỉ ở các nơi thờ tự, đền chùa, đình phủ mới cho cắm que sắt vào bát hương để thắp hương vòng. Theo các nhà tâm linh thì các đồ kim loại như lư đồng, chân nến, que sắt khi cắm vào bát hương hay đặt trên bàn thờ thì không hề tốt cho sức khỏe của gia chủ. Do đó, nếu muốn thắp hương vòng thì hãy đốt ở ngoài bát hương đặt trên đĩa là được. Thứ năm, không dùng cát để bỏ vào trong bát hương. Bạn hãy nhớ rằng bát hương chỉ được phép dùng cho, chứ không ai được lấy cát thay thế. Hành động này sẽ khiến cho gia đình bị tổ tiên khiển trách mà gặp nhiều điều khó khăn, gia đình lục đục, sức khỏe suy yếu. Bát hương phải được bốc bằng tro sạch, đốt từ rơm và đã qua sàng lọc loại bỏ tạp chất kỹ càng. Thứ sáu, một số loại quả tuyệt đối không nên thắp hương. Người Việt có nét đẹp thờ cúng người đã khuất để thể hiện sự biết ơn và quý trọng, đồng thời sẽ gửi gắm những hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp nhất. Bên cạnh việc thể hiện tấm lòng chân thành của gia chủ thì cũng không thể thiếu các lễ vật, trong đó là hoa quả. Nhưng bạn hãy nhớ rằng không phải bất cứ loại quả nào cũng có thể tùy tiện thắp hương. Đặc biệt các loại quả dưới đây tuyệt đối không nên đem thắp trên bàn thờ. Các quả có hiện tượng chín nẫu. Một trong những điều mà bạn cần nên lưu ý khi chọn hoa quả để thắp hương là không nên chọn hoa quả quá chín. Thường thì những loại quả này sẽ rất nhanh bị hỏng và dễ thu hút được côn trùng, gây ảnh hưởng đến không gian thờ. Lúc này sẽ khiến gian thờ ô uế và mất đi sự nghiêm trang vốn có. Hơn nữa, những loại quả này chỉ có thể trưng trong ngày mà không có thể để lâu được.
Thế nên khi lựa chọn trái cây để thắp hương, bạn nên lựa chọn những loại trái cây vừa chín tới để mang tính thẩm mỹ cao, cũng như hạn chế tình trạng bị vữa bạn nhé. Những loại hoa quả có vỏ bên ngoài quá sắc nhọn. Một điều mà bạn thường thấy đó chính là nhiều gia đình quan niệm rằng có thể lựa chọn những loại trái cây mà gia đình yêu thích để thắp nhang. Thực tế đây là quan niệm không hề sai, song không thực sự phù hợp khi thắp nhang, cụ thể là quả mít, quả sầu riêng. Những loại quả này thường có gai sắc nhọn và không nên đặt trên bàn thờ, nhất là trong ngày rằm. Người xưa quan niệm rằng những loại hoa quả có đặc điểm này sẽ khiến các thành viên trong gia đình bạn cảm thấy bất an, cũng như gây sự bất hòa, lục đục trong gia đạo. Loại quả có mùi quá nồng nặc. Nhiều người mua sầu riêng về ăn cũng thường dâng lên bàn thờ cúng lễ, vì nghĩ ăn gì cúng đó, hoặc do người quá cố thích ăn sầu riêng. Nhưng những trái cây có mùi quá nặng như sầu riêng thì cũng không nên thắp hương ngày rằm, mùng 1, ngày Tết, bởi vì bàn thờ cúng là nơi thiêng liêng. Do đó nên lựa chọn những trái cây có mùi thơm nhẹ nhàng, ngọt ngào là phù hợp nhất. Những loại trái cây có vị đắng, cay, chua. Bạn không nên lựa chọn những loại quả có các hương vị như đắng, cay, chát, như mướp đắng, ớt, vân vân để thắp hương trên bàn thờ. Những loại quả này sẽ khiến người ta liên tưởng đến những thăng trầm cay đắng trong cuộc sống. Nếu bạn không muốn mình gặp phải những điều kém may mắn trong cuộc sống thì bạn không nên lựa chọn những loại trái cây này. Quý vị thân mến, bao giờ khổ tận đến ngày cam lai là câu nói mà người xưa truyền lại. Một người vất vả gieo trồng hạt giống cũng chỉ mong đến ngày cây ra hoa kết quả, đúng không nào? Trái cây biểu trưng cho những gì tinh túy nhất của đất trời, khi được đặt lên trên bàn thờ tổ tiên sẽ thể hiện tấm lòng thành kính sâu sắc mà con cháu gửi đến đấng bề trên. Vậy bạn đã biết thắp hương loại quả nào trên bàn thờ cho đúng hay chưa? Hãy tìm hiểu trong phần tiếp theo của chương trình nhé! Thứ nhất là quả chuối. Chuối chính là loại trái cây đầu tiên mà bạn không nên bỏ qua. Trong quan niệm của phong thủy thì chuối mang ý nghĩa của sự thu hút. Chính vì vậy, nếu bạn đặt trên gian thờ sẽ mang ý nghĩa thu hút được nhiều tiền bạc và may mắn trong cuộc sống. Tuy nhiên, vào tháng cô hồn hay những lúc đi tảo mộ thì bạn không nên lựa chọn, vì sẽ dễ thu hút được những vị khách nguy hiểm bạn nhé. Thứ hai là quả táo. Quả táo trong tiếng Hán có phát âm gần giống với chữ hòa bình nên mang đến một ý nghĩa lớn. Loại trái cây này sẽ biểu tượng đến sự yên ổn và nhiều sức khỏe trong gia đạo. Đặc biệt, trái táo thường có màu đỏ, mang đến sự tốt lành. Bên cạnh đó, trái táo màu xanh cũng sẽ mang đến sự hòa bình, và màu vàng mang đến hy vọng về sự sung túc, thịnh vượng. Thứ ba là quả Phật thủ. Quả Phật thủ được biểu trưng cho bàn tay Phật luôn sống trong đời sống tâm linh của mỗi người với hình ảnh cao quý nhất. Phật luôn vị tha và bao dung cho kiếp người, mang đến sự bình an và hạnh phúc. Khi thờ quả Phật thủ, gia chủ hy vọng đến cuộc sống trọn vẹn. Chính vì thế mà việc lựa chọn loại quả này dâng lên bàn thờ gia tiên là rất phù hợp và ý nghĩa. Thứ tư là quả cam. Trái cam là một trong những loại quả phong thủy được sử dụng phổ biến và được nhiều gia đình lựa chọn trong việc thờ cúng. Cam có màu sắc đẹp mắt sẽ đem đến cho gia đình bạn sự may mắn và thuận lợi. Đặc biệt, quả cam cũng có mùi hương tinh khiết và dễ chịu, rất hợp để thờ cúng. Thứ năm là quả xoài. Trái xoài trong miền Nam hay được gọi là trái xài, nên người dân thường lựa chọn đặt trên bàn thờ với mong muốn và hy vọng có cuộc sống sung túc và đủ đầy, không lo thiếu thốn. Hơn nữa, trái xoài thường có vẻ bên ngoài tròn trịa và có mùi hương thơm dịu nhẹ nên rất thích hợp được thờ cúng trên bàn thờ gia tiên. Quý vị thân mến, vậy là trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về những vật phẩm tuyệt đối không nên đặt trên bàn thờ gia tiên, kẻo tai bay vạ gió. Cùng với đó là những loại trái cây nên thắp hương để thần tài ban lộc, phú quý ngút trời. Hy vọng là những chia sẻ trên đây sẽ giúp ích cho quý vị khán giả. Xin chúc cho các bạn có một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.